Yo, xin chào tất cả em đã đến với channel của Lương Béo. Hôm nay thì trên trang chủ chính thức của Genshin Impact vừa đăng tải cho chúng ta một số thông tin khá là thú vị ấy. Hãy cùng Béo tìm hiểu luôn nhé. Đại loại thế thôi. Intro thôi. Intro. Ok, vào đây. Anh em nhìn lên màn hình thì Genshin Impact sẽ được ra mắt toàn cầu vào ngày 28/9 trên 4 nền tảng: PlayStation 4 này, PC, iOS và Android. Ok chưa nào? Và sau bao ngày chờ đợi, chúng ta đã biết được cái thời điểm ra mắt cụ thể chính thức, cái thời điểm ra mắt và thời điểm mở cửa server. Đó chính là vào lúc 10 giờ AM giờ UTC cộng 8, và đối với Việt Nam chúng ta là lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 9 sắp tới đây nhá. Anh em nhớ vô quẩy sớm nhá. Hơi tiếc một chút là nó lại rơi vào đúng thứ hai đầu tuần, cho nên là bạn nào mà đi làm hay là đi học ấy thì tối chơi cũng được, không sao cả, vẫn chiến tốt. Thời điểm ra mắt cũng đã cận kề và sát đít rồi, đúng không? Và cuối cùng chúng ta đã có cấu hình chính thức của Paimon đề xuất luôn ở đây anh em, cái link này luôn nha. Mình sẽ ấn vào, chuẩn bị súng lạn thôi anh em ơi. Thứ nhất, chúng ta hãy xem về cấu hình khuyến nghị trên PC. Ta cần đến một hệ điều hành Windows 64 bit, đồng thời một con CPU i7 tương ứng và cao hơn, RAM 16 GB, và card đồ họa ở đây là GTX 1060 với 6 GB RAM. Còn đối với cấu hình tối thiểu thì vẫn yêu cầu hệ điều hành Windows 64 bit, i5 tương ứng và cao hơn. RAM thì chỉ cần 8 GB và card đồ họa là GTX 1030. Nếu mà mình nhớ không nhầm ấy thì cái VRAM của một GTX 1030 thì hình như vào khoảng là 2 GB VRAM nhá. Còn bộ nhớ chống cần thiết cho bản PC lần này là 30 GB, nên ông nào mà có tài liệu học tập chăm chỉ quá thì nhớ ra dọn xíu nha, để còn mới đón mấy em về nhá. Nhớ nhá. Được rồi, chúng ta hãy bàn chút về cấu hình PC nào. Đọc qua ấy thì có vẻ anh em sẽ cảm thấy khá là khủng bố và bàng hoàng đúng không? Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình ấy, chắc mấy ông mi hồi ấy vội quá ấy, chưa kịp viết rõ ràng là đời mấy, rõ ràng là y mấy hay đời mấy rồi. Chính vì thế cho nên khiến cho nhiều bạn ở trên cộng đồng đã hộc máu và hoang mang các thứ rồi. Nhưng mà anh em yên tâm đi, theo kinh nghiệm của mình ấy, theo kinh nghiệm của mình với trải nghiệm những 3 lần test thì mình nghĩ cấu hình thật sự nó không hề cao đến mức mà anh em bảo chắc phải sắm đến tận i9 đời mới nhất bây giờ đâu. Đây là ý kiến của mình thôi nhá, nên anh em cứ nghe xem nó có ok không nhá. Vậy theo mình, đối với CPU thì chúng ta cần những con CPU như i7 đời 4, i5 đời 7, i3 đời 8 là ta đã có thể chiến ngon nghẻ con game này rồi. Bởi vì chip CPU hiện tại của PC nó nhiều vãi cả đạn luôn, nên mình nghĩ nó sẽ nằm đâu đó với những con CPU với 4x4 luồng là có thể chạy mượt mà. Còn Ryzen thì anh em có thể so sánh tương đương luôn nhá. Còn về RAM thì đương nhiên ta cần đến 8 GB RAM rồi, bởi vì đây là một con game thế giới mở. Vì vậy ta cần đảm bảo cái việc load map và lưu map tốt nhất để tránh tình trạng chạy mà chưa kịp load khung cảnh. Còn card đồ họa thì yêu cầu VRAM là 2 GB nhá. Nào, xong phần PC thì chúng ta lướt qua phần Android. Cấu hình khuyến nghị ta cần đến chip Snapdragon 845, Kirin 810 và xịn hơn. RAM thì cần 4 GB, và cái hệ điều hành khuyến nghị là từ Android 8.1 trở lên. Còn đối với cấu hình minimum thì chúng ta ở trên trang chính nói là cần 3 GB RAM, hệ điều hành Android 7.0 và xịn hơn, tương ứng với những thiết bị hỗ trợ ARMv8A 64 bit. Nếu mà anh em mà không biết cái này như nào ấy thì anh em có thể tra ở những cái ứng dụng hỗ trợ để xem máy mình có
có chạy được cái hỗ trợ cái 64 bit này không nhá. Mình sẽ để link một số ứng dụng mà anh em có thể tra được ở dưới phần mô tả video. Anh em ấn vào là được nhá. Và quan trọng chúng ta cần phải có 8GB dung lượng bộ nhớ trống để chiến game. Thế đấy, cấu hình cũng khá là căng thẳng đấy nhỉ. Căng ấy. Rồi, còn đối với iOS thì sao? Dễ rồi. Ở đây mình nhìn thấy nó viết là từ iPhone 8 trở lên. Anh em so với cái bảng ấy là vừa liệt kê các máy ấy. Ok chưa? À quên đấy, nó yêu cầu iOS 9.0 và xịn hơn nữa. Và đương nhiên là anh em vẫn phải nhớ là để lại 8GB bộ nhớ để tải game. PS thì đơn giản rồi. PS thì đơn giản hơn nữa rồi. Ông nào cứ có PS4 là quẩy được thôi. Không phân biệt bản Slim hay là bản Pro đâu nhá, hay là bản thường đâu nhá. À và cần để chống lại một cái bộ nhớ tầm khoảng 30GB vậy, 30GB nhá. Ok, vậy cả nhà đã nắm rõ cấu hình chưa nào? Ông nào có câu hỏi gì thì cứ thoải mái comment ở dưới nhá. Tôi sẽ cố gắng để trả lời và giúp đỡ các ông nhanh nhất có thể, hết sức có thể luôn nhá. Thế thôi, video chắc là đến đây là hết rồi. Cảm ơn các ông đã xem. Nếu mà các ông có thấy video này của tôi nó hay ho và hấp dẫn thì ấn cho tôi cái like và subscribe cái với cả share cho tôi cái video đại loại như thế nhá. Test xem cái nút đăng ký xem nó còn xấu không nhá. Ok, chỉ thế thôi. Hẹn anh em vào ngày 28/9. Sắp tới mình sẽ làm rất là nhiều video về Genshin Impact nữa. Cho nên anh em, mình mong anh em sẽ ủng hộ mình rất nhiều nhá. Cảm ơn anh em. Bây giờ outro rồi. Bye bye anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.